Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2020 nha anh em. Mình có lấy dừng kiện của anh Vũ. Anh Vũ xin ra mắt với hình với anh em là dài phôi mai vàng và dài phôi tứ quý. Hôm nay quan sát thấy anh Vũ lên hàng khá đẹp mà giá rẻ, nó phục vụ cho anh em là chi ăn khách hàng ha. Rồi anh Vũ ơi. Rồi, lời nói đầu tiên là chào tất cả cho anh em trên YouTube nha. Hôm nay chương trình mình lên là có 7 phôi mai vàng và 1 phôi tứ quý. Rồi nhắc ở số điện thoại cái đi rồi. 0907 914 218. Số điện thoại của anh Vũ bổ sung góc trái màn hình hiện chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha anh em. Lô này là giá có dài sỉ nha anh em. Đó, chào bả. Em về tập chơi nha. Dạ, chào bả mà chỉ có dài sỉ cây ha anh em. Rồi. Hôm nay cây đi tương đối là giá ra bị mỏng cho anh em chơi. Rồi, bả làm cái số 1 là cây mai vàng mẫu cánh rừng nha anh em. Mẫu này về chơi bonsai ok nha. Khá đẹp. Để một đống luôn nha anh em. Để quý vị việc anh. Cái này là anh em lợp nè, chỉ cần vô đây là dơi mình muốn ghép hay đây lợp ra quấn đột chủ trở lên là rồi. Ok. Cái bonsai luôn nha. Ok rồi. Khá đẹp. Cánh rừng nha nè. Mấy cây cái mẫu này thấy vậy cho anh em thấy nó vậy chứ trồng nó lâu lớn dữ lắm. Ờ. Cây này chủ nhà hầu là gần 20 năm rồi nó mới có bị lớn đó. Ok. Đấy là 24 giờ quyết việc việc nha anh em. Có cái này thấy không? Ở đây mình lọc qua là mình chơi ở đây quýt lên cái là mình làm cặp không đi để lên chậu là chơi nha anh em. Thì nó chơi rừng á là nó ra thì anh em bẻ đó nha anh em. Này là rừng mai anh em. Rừng mai ha. Cây khá đẹp. Rồi, cho anh em thông số rồi ơi, hoành đế tạ, hoành thân trọng, hoành đế, chiều cao. Này đo vậy chứ giờ đâu biết đo. Đúng rồi. Cứ vậy đi. Thì đã nói rừng mà. Cụm rừng mà. Hoành thân là 47. Hoành thân là 47, hoành đế tổng. Đế tổng là 95. Đế tổng 95 rồi. Chiều cao. Chiều cao là 42. Rồi cái mã số 1 giá sao anh ruột ơi? Cái mã số 1 giá 3,7 nha anh em. Rồi cái mã số 1 giá của nó là 3,7. Hỗ trợ anh em ship mọi miền Tây Quốc nha anh em. Qua giấy chơi cho một đam mê nha. Để quý vị vìm nha. Rừng mai nha anh em. Rừng mai chỉ 3,7. Để khá đẹp nha anh, để thật kẹo luôn nha anh em. Làm chơi đã nằm trên nguyên cái mặt chậu nha. Bẻ anh em, bẻ này đúng thế bonsai nha. Ok. Rồi, hỏi phone được rồi. Rồi tới giá sinh viên nha. Rồi. Cũ đế luôn nha em. Cũ đế luôn ha. Giá sập sàn mùa dịch Covid. Giá về cho anh em tập chơi đi vô vài bo mình chơi nằm bạn nha. Đấy 4 giờ nha phải không? Ok anh ruột. Thông số luôn. Thông số nhìn ngọn lẻ nè. Mình thăng 25. Mình thăng là 25 nha nè. Cao 48. Rồi cái mã số 2 này giá sao anh ruột ơi? Mã số 2 giá 800k. Rồi cái mã số 2 giá 800k cũng vẫn hỗ trợ anh em ship mọi miền Tây Bắc nha anh em. Khá bự khá nặng. Giá này là khỏi có nói chuyện luôn nha anh. Ok. Rồi. Rồi. Số 3 lên. Khá bự nha anh em. Đây 24 giờ nha. Đủ chơi. Thì khá bự nha anh em. 33 hoành. Hoành thân là 33 nha anh em. Cao 37. Cao 37 rồi cái mã số 3 này giá sao anh gọi ơi? Cái mã số 3 này giá 900k nha anh em. Rồi cái mã số 3 giá 900k, hỗ trợ anh em ship mọi miền Tổ quốc nha anh em. Quá giá chơi cho một đam mê nha, khá bự khá nặng. Dẫn cái bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi, đã rõ anh gọi ơi. Số 4 rồi. Còn đấu nữa. Cây khá bự nặng nha anh em. Đó. Tới hàng 4 giờ nha, cây có động đất ở trên nha. Ok. Hôm nay báo giá là cho anh em khỏi trả giá nha, được chốt là chốt liền nha. Ok. Cây này cây để giá mềm cho anh em chơi nha, lâu lâu xả hàng cho anh em chơi bữa. Rồi. Quá đã anh Vũ ơi. Tới hàng 4 giờ nha anh em. Rồi. Hoành thân hoành cũ luôn nha. 24 Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng 24 nha anh em. Cũ 43. Quỳnh Cũ 43. Cao 53. Rồi cao 53. Rồi cái mã số 4 này giá sao anh gục ơi? Cái mã số 4 này giá 1 triệu nha anh em. Rồi cái mã số 4 giá 1 triệu. Hậu trợ anh em ship mọi miền Tổ quốc nha anh em. Quá giá chơi cho một đam mê nha. Để quý vị vip. Số 5 lên.
5 đế đóng luôn nha Nam. Số 5 đế cũ luôn nha Nam. Đế cũ 24 giờ. Đế không chống bằng nào luôn nha Nam em, đế nôm luôn nha. Ok. Đó, đó thông số nha. Thông số nhanh gọn lẹ đó. 25 Quỳnh Thân. Quỳnh Thân là 25 nha Nam. Cũ 55. Rồi cây mã số 5 này giá sao anh Cụ ơi? Cây mã số 5 này giá 1 triệu mốt nha Nam. Rồi cây mã số 5 giá 1 triệu mốt. Hậu trời này mới xếp mọi miền Tổ quốc nha Nam. Quá chơi chơi cho một đam mê nha. Để quyến vìm vẹp nha Nam. 1 triệu mốt rồi, hậu trời này mới xếp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi quá đã. Số 6 lên. Ồ, số 6 trực nha Nam. Số 6 trực có chi cạnh anh em, cây khá bự nha, đến 24 giờ. Đến 24 giờ không chống mặt nào vậy nè. Hôm nay lô này là xả hàng cho anh em tập chơi nha. Giờ mình ghép vào bo mình chơi ha, tập ghép rồi này kia anh em lấy mấy lô này nha, cây khá bự. Đến 24 giờ. Ok. Bình Thăng 34 nha anh em. Cao 63. Rồi, cây mã số 6 này giá sao anh Cụ ơi? Cây mã số 6 này giá 1 triệu 3 nha anh em. Rồi, cây mã số 6 giá 1 triệu 3. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền Tổ quốc nha anh em. Quá dễ chơi rồi. Cây 3 mấy hoành để đóng có triệu mấy. Quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Rồi, đã rõ anh Cụ ơi. Số 7. Dáng siêu bay nha anh em. Anh em bẻ vừa thấy chơi có nghe nó không? Có thấy bẻ chơi không? Đó, ở đây một cái tàn rớt nghèo đây ha. Đây lộm cái ha. Cây cũng quá nha anh em. Đấy nó gom cũ chơi nghe không? Đấy nó cuốn vô chơi này nè không? Đấy này còn làm xuống được nữa không? Nó nôm xuống không ạ? À? Ok được. Rồi cho anh em thông số anh được rồi. Quỳnh Thăng là 31 nha anh em. Chiều cao đường chim bay là 83. Chiều cao đường chim bay 83. Rồi cây mã số 7 này giá sao anh Cụ ơi? Cây mã số 7 này chỉ là 1 triệu rưỡi thôi nha anh em. Rồi cây mã số 7 giá 1 triệu rưỡi. Hỗ trợ anh em với sếp mọi miền Tổ quốc nha anh em. Quá dễ chơi cho một đam mê nha. Quá dễ chơi cho một đam mê ha. Để biết biện phịp nha anh em. Rồi đã rõ. Hỗ trợ anh em với sếp ngay cây số 7. Rồi số 8 là tứ quý bốn mùa qua nở nha nè. Cụ đế nè, thấy không? Cụ đế ha. Dán cũng hơi siêu nhẹ nha nè. Có cạnh anh em về vô về bo chơi nằm bạn nha. Ok. Số 8. Số 8 là tứ quý nha nè. Số 8 là tứ quý bốn mùa qua nở nha nè. 22 Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng là 22. Cụ đế 56. Rồi cây mã số chiều cao. Chiều cao 61. Rồi cây mã số 8 này giá sao anh Cụ ơi? Cây số 8 tứ quý này là giá của em nói là 1 triệu 2 nha em. Rồi cây mã số 8 tứ quý em nói là 1 triệu 2. Hỗ trợ anh em với ship bo miền Tổ quốc nha anh em. Quá trời đẹp nha em, không? Bởi đến nó dày đặc luôn, quá đẹp. Rồi, cây số 8 là cây cuối cùng ngày hôm nay nha em. Rồi cây mã số 8 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào có thích cái nào cứ liên hệ trực tiếp đến Vũ là số 0907914218 nha. Anh em có quý hiệp chân thì bấm cho mình đăng ký kênh để có động lực đi hình và săn cây phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.